Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Hôm qua khi mà khám phá công trình á thì mình có nhặt được một cái cánh cứng. Và khi mặc cái cánh cứng này vào thì mình lại có một cái mong muốn chinh phục bầu trời á. Mà hiện tại thì cánh cứng thì mất chế tạo pháo bông các thứ. Mà bay thì nó cũng không được thoải mái nữa. Nên hôm nay mình quyết định rồi, chúng ta sẽ đầu tư một cái vật phẩm cực kỳ tốt ha, để mình có thể bay lượn. Đó chính là một cái jetpack. Đây, jetpack nè. Công thức của nó thì cũng tương đối là khó đấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng ha. Tại vì để chinh phục bầu trời thì mình phải đầu tư thôi. Đầu tiên thì mình phải có, đó chính là hai cái fuel tăng á. Mà fuel tăng thì bây giờ mình có thể nói là đại gia rồi. Hai cái thì không có nhầm nhò gì đâu. Tiếp theo là mình cần phải có những cái thép hắc diệm thạch mà được đập dẹp rồi. Có luôn. Ồ, hai nguyên vật liệu đã có rồi nè. Được vậy ta. Giờ thì mình sẽ có hai lựa chọn. Một là mình sẽ làm cái jump pack. Cái này thì hơi khó á. Và hai là cái cánh lượn thôi. Chắc mình sẽ làm cái cánh lượn đi, tại vì cánh lượn thì làm từ những cái đồ mà zombie nó ưa rơi ra nè. Khá là rẻ ha. Làm vậy đi cho nó tiện. Đây đây đây, có luôn, làm liền. Coi cánh lượn rồi, mình sẽ làm cái này trước, một bộ phận, rồi tới hai cái cánh, một, hai, xong phim. Giờ thì chỉ cần làm cái cánh lượn thôi. Đó, mới một chút xíu thôi mà mình đã có được ba bộ phận của cái jetpack rồi. Giờ thì mình sẽ làm tiếp cái rocket á. Rocket là cái bộ phận để đẩy mình lên chứ mình có thể bay được á. Và rocket thì được làm từ bom, thuốc súng và một ít hạt sắt thôi. Ok, bom thì chắc mình làm được đó. Súng mình có đầy luôn. Rồi, làm hai trái bom. Ôi lộn. Đây, hai trái. Rồi, làm cái rocket thôi. Đã nha. Rồi giờ thì còn thiếu gì nữa nhờ? À, mình thiếu cái thứ rất là quan trọng luôn. Đó chính là những cái ốc vít mà bằng hắc diệm thạch thép kết hợp với thạch anh á. Thạch anh thì mình không có. Tại vì mình xuống địa ngục mình đâu có lượm thạch anh bao giờ đâu. Ủa, vậy là hôm nay mình sẽ lấy cây cúp da tài ba của mình để mình ép cho nó một chút xíu hiệu suất rồi đó. Hiệu suất rồi. Hiệu suất. Rồi, đi đào ha, thạch anh với mình nha. Bữa nay chịu khó một xíu đầu tư thôi. Để bay được thì lúc đó mình sẽ không sợ zombie nữa. Tại vì zombie nó đi dưới mặt đất, nó đâu có biết bay đâu. Mình bay là có thể né được nó rồi. Đúng là con trai của ta. Mới qua mà con này nó kiếm chuyện rồi. Kiếm chuyện hả? Giỡn mặt hả? Mới qua thôi mà con quy lửa nó kiếm chuyện mình rồi. Và có vẻ khi mà mình tấn công bằng cái cây súng Tesla thì mình sẽ không có bị dính hiệu ứng lửa từ con quỷ lửa ha. Đó là một điều khá là hay đó. Hợp lý. Rồi giờ thì đây có thạch anh luôn. Để coi được bao nhiêu thạch anh đây. Ui sao bèo vậy. Trời ơi. Hơi bèo nha. Mấy con này né ra đi. Chỗ tôi đi lấy thạch anh á, tôi không muốn đồ sát zombie ngay bây giờ đâu. Bữa nay cho mấy người cơ hội sống sót đó. Hãy trân trọng cơ hội đó đi. Rồi đây có thêm thạch anh nữa nè. Quên hàng gì, mình biết sao mình nhảy không cao rồi. Mình quên mặc cái áo giáp trong set exoskeleton. Hàng gì nhảy thấp ịn à. Rồi được bao nhiêu đây? 25 rồi. Có vẻ bắt đầu nhiều lên rồi đó. Mình sẽ lấy tầm một stack á, để xài cho nó lâu luôn chứ. Mỗi lần cần phải đi tìm như vậy thì hơi mất thời gian á. À, công nhận ở trong đây nó nhiều, đúng nhiều những cái. Ôi, có mấy con xương đen nè. Trong đây có đúng nhiều mấy tòa tháp địa ngục luôn á. À, pháo đài địa ngục bên đây có rồi nè. Có rương. Có cả xương đen nữa. Ui sao mà hai con nó, nó bắt đầu quan điểm với nhau, nó đang solo kill với nhau dưới kìa. Nhảy xuống ngồi dung nham chơi nhau. Ôi, con nào bắn vậy? Thích bắn không?
Thích bắn không? Thích bắn không, Zombie Batman? Rồi hai con đó quà nhau, kệ nó không chịu bắn nhau nữa. Gì kỳ vậy? Thôi đây tôi giải quà cho. Con xương kìa. Này thì xương đen nè. Giỡn mặt ha. Ui được nha. Vậy thì bây giờ mình cứ vô mấy tòa tháp. Ui gì mấy cái pháo đài địa ngục này lút đồ thôi. Wow, nó còn cho mình một câu súng bắn đạn quả tiễn nè. Wow, khẩu này bắn được không? Mình test thử coi. Mình không có đạn. Khẩu này tên là Panzer Faust ha. Cái này chắc mình phải về mình nghiên cứu đạn, mình chế thử ha. Ui, trời. Trong pháo đài địa ngục đúng vào luôn. Nó còn có khẩu súng Devotion X55 nữa nè. Ghê ghê. Băng đạn các thứ. Khói thuốc súng nữa ha. Khá là nhiều đồ luôn. Vô đây xíu thôi mà loot được cả đống thuốc súng mang về. Hợp lý thật. Rồi còn có búa địa ngục nữa. Mà thôi, búa địa ngục mình ở nhà có rồi á, nên mình sẽ không có loot nữa đâu. Đây rồi, chủ yếu là mình loot thuốc súng thôi á, dưới sắt. Đây. Vào to. Còn có sai lầm nữa chứ. Ok, lượm luôn đi, đồ free. Trời ơi, tới hồi. Các bạn xem kìa, tới hồi một cái pháo đài không có nổi một cái rương. Còn cái này một pháo đài mà gặp đâu có 5-6 cái rương liền. Sướng thiệt chứ. Hôm nay có vẻ nhân phẩm mình cao nè. Đi tiếp coi, coi còn cái rương nào không. Ở đây nó đang cơn mưa máu á, nên hơi khó nhìn một xíu ha. Mình còn nghe tiếng xương đen đâu đấy. Đâu đây nữa nè. À đây nè, nó nè. Xương đen hả? Xương đen hả? Xương đen. Wow, xương đen đâu vậy? Xương đen đúng đâu luôn. Xương đen nè. Bắn cho xương đen á, mất xác luôn. Mình sẽ được một cái giống như là cái tro, tro Wither nè. Wow. Vậy là, vậy là sắp tới mình có thể xuống đây để farm mấy con xương đen được rồi. Ôi, văng game. No. Trời. Đây thì chứ, giờ phải loot lại từ đầu nữa. Nó văng game à. Hét thiệt. Thông cảm, để mình loot nốt mấy cái này đi. Rồi chúng ta về nhà chế tạo súng luôn. Chứ ở đây một hồi văng game nữa, mình nghi lắm. Tại vừa mưa máu các thứ nè. Rồi dưới này nó cũng khá là lắc nữa, nên tình trạng dễ gian game là rất dễ xảy ra ha. Bây giờ thì mình sẽ cho nó đập đi. Ồ đúng không ta, bên này đúng không? Ờ à, đúng rồi. Hắc diệm thạch thép. Thạch anh. Ú. Zombie. What? Đâu ra vậy? Chạy đi bác dân làng. Ê rồi. Zombie đâu ra vậy? Gì ghê hả? Mình cắm đuốc nhiều đến thế mà vẫn có zombie xuất hiện kìa. Không ổn rồi. Mình sẽ tận dụng mấy cái đầu bí ngô mình gom được. Mình sẽ làm những cái anh người sắt, đặt ở bên trong cái khu vực này ha. Có gì cho người sắt tiếp dân làng đồ thứ. Lúc mà mình không có ở đây á. Ok. Cái sao đặt làm người sắt được? Quá tờ. À đây rồi, một người sắt. Làm nhiều xíu. Hai người sắt nè. Cỡ bốn người sắt là vừa ha. Hy vọng là bốn anh người sắt này có thể canh gác được cái khu vực bé nhỏ trong này á. Sao mình thắc mắc là thỉnh thoảng vẫn có zombie xuất hiện nha. Mặc dù mình cấm đuốc rất là nhiều rồi. Bây giờ nó đột biến khá là nhiều á, nên thành thử ra chỗ nào nó cũng có thể xuất hiện được hết. Nguy hiểm ghê. Hay là tại do bác này xui quá ta. Mình có nên hiến tế cái bác này không? Gì đâu mà xui xẻo thiệt. Rước bác đó về y như rước tai họa về vậy á. Rồi và những cái thép cái gì ta, đinh ốc bằng hắc diệm thạch thép cũng đã được đập xong rồi nè. Bây giờ thì chúng ta có thể chế tạo ra được cái jetpack rồi nha. Đây, cái jetpack đầu tiên của mình.
Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó lợi hại lắm á. Đây đây đây, mình sẽ vô trong đây mình bay lượn cho bác dân làng xem. Chim ngưỡng nha, tôi bay như chim cho bác xem này. Mình sẽ gắn vô sau lưng. Đây. Đó, sau khi gắn vào thì phía sau lưng mình đã có hệ thống xếp bác rồi kìa. Bay lên. Ghê chưa, bác dân làng thấy ớn chưa. Tôi bay được rồi đó. Bay bốc lửa luôn nè, thấy chưa. Cho bác dân làng hít khói luôn. Vậy là bây giờ mình có thể chinh phục bầu trời được rồi. Và nhiên liệu cho cái jetpack này, đó chính là những cái fuel tăng á. Nó cũng là nhiên liệu để mình dùng cái mũi khoan luôn nè. Khá là tiện á. Nhiên liệu dùng chung luôn nên khá là ok. Rồi, có được jetpack rồi, tự tin hơn hẳn ha. Để coi coi. À, jetpack thì mình có thể ép cho nó chậm hỏng để dùng lâu hơn. Được, vậy thì mình ép cho nó chậm hỏng luôn á. Dùng cho nó lâu lâu một xíu. Hợp lý ghê. Giờ thì tiếp theo mình sẽ làm thử đạn cho cái khẩu. Khẩu mình mới lượm đâu rồi ta? Đây. Khẩu Panzerfaust 3 nè. 5 minutes later. Bài nó đã thì có chứ. Đó. Mình kết hợp với set đồ hiện đại của mình thì mình bay siêu nhanh luôn á. Xuống nha. Rồi luôn, mà mốt đi khám phá hơi bị đã luôn. Khi nào mình không thích bay thì mình có thể đi bộ để tiết kiệm nhiên liệu ha. Ô ô ô. Trời trời trời. Ô có con cầm shotgun nó bắn mình kìa. Mình sẽ test thử khẩu Panzerfaust 3 luôn ha. Ồ, nạp đạn nạp đạn nạp đạn. Rồi đợi đó. Giỡn. Ui sao khẩu này. Khẩu Panzerfaust hơi khó bắn nha. Ủa thanh niên nó bắn như hết đi. Bắn gì mà xa thế. Không ổn rồi, bay về nhà thôi. Ngoài đó có mấy cái thanh niên xạ thủ bắn như hết đi. Bắn nhưng mà cực kỳ dính luôn. Mình nạp đạn vô cái đó. Súng hết đạn hết rồi. Trời, cái khẩu Panzerfaust này bắn hơi khó trúng nha. Mình sẽ ngắm lại bắn phát nữa coi. Nhắm ngay đó. Bắn. Trời ơi, một phát không kích liễu được mục tiêu luôn kìa. Khó mà bắn trúng lắm. Với lại đam thì nó cũng không có mạnh á. Nè, mình sẽ nhắm vô cái đàn zombie nè, bắn thử nè. Đó. Ồ. Cứ tưởng là khẩu này sẽ mạnh lắm nhé. Nhưng mà không, nó không mạnh đâu. Còn khẩu Devotion 55 này thì sao? Ồ, cái gì đấy? Sao bắn không được? Ồ, sao súng này bắn không được? Ở kìa. Gài đạn xong không cho bắn à. What the hell? Giỡn mặt á. Cái súng gài đạn xong không cho bắn. Trời ơi, đúng là hàng miễn phí, nó không có xịn chút nào đó. Hàng mình chế tạo nó vẫn là xịn nhất nè. Hàng miễn phí là khó mà xịn được. Ui, hên là có hệ thống phòng thủ chứ. Mà cái này không có hệ thống phòng thủ. Cầm hai câu này chắc nãy giờ quái nó guồn tới nhà luôn rồi đó. Sợ thiệt. Thôi, trở lại với khẩu M249 đi cho chắc. M249 vẫn là một khẩu súng gì đó khá là tiện ha. Dùng mấy khẩu M249 cũng lâu rồi. Chắc hôm nay mình sẽ cho nó vô bảo dưỡng một xíu ha. Cất nó vô một bữa đi. Lạm dụng thì không hay. Mà bây giờ mình sẽ chuyển sang mấy khẩu súng trường mà nhìn xịn xịn nè. AUG M4 với AK. Ba khẩu này thì mình dùng khẩu nào vậy ta? Mình thấy khẩu nào cũng đẹp và cũng khá là ok chứ. Khẩu nào nhờ? Chắc hôm nay sẽ dùng trước khẩu AUG đi ha. Mình dùng một khẩu thôi. Chứ dùng lần ba khẩu thì nó cũng như nhau à. Sát thương nó cũng xem nhau á. Mỗi ngày một khẩu mới ha. Rồi nay vác AUG các thứ đi. Đạn của khẩu súng Devo mình sẽ cất vô. Chế cho đã rồi không có dùng được, cay thiệt chứ. Và đồng thời mình sẽ lấy những cái ngọc Ender nè. Mắt của Ender. Bột quy lửa các thứ. Để mình đi tìm cánh cổng kết thúc á. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình tìm cánh cổng kết thúc cho bằng được á.
Đây, làm thêm hai con mắt nữa cho chắc. Rồi, tổng cộng thì mình có được 15 cái mắt Wander ha. Rồi, cùng với mình đi tìm cánh cổng kết thúc nào. Giờ trời đang tối hả? Đi luôn, sợ gì? Không có ngăn cản mình tìm cổng kết thúc được đâu. Rồi, rồi, rồi. Xác định được phương hướng rồi. Ui, bể luôn rồi. Xui vậy. Trời ơi. Nhưng mà trước khi đi để mình dọn nốt cái bầy quái này cái đó. Tại vì bầy quái này gần nhà mình á. Mình sợ là nó sẽ rình mò lúc mà mình không có nhà. Áp sát vô căn cứ mình thì mệt lắm. Ui kìa kìa kìa, có con thanh niên cầm máy cưa kìa. Thanh niên nó đúng hổ báo luôn á. Cầm máy cưa hả? Cầm máy cưa nè, mỗi lần gặp mình là thanh niên nó sung lắm. Rồi, những mối nguy hiểm cũng đã dẹp bớt rồi. Giờ thì đi tìm stronghold thôi. Trời ơi, coi kìa. Bình thường mình đã chạy nhanh rồi. Bữa nay còn có setback nữa. Wow, chưa bao giờ mình đi khám phá mà thích như vậy á. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi, hướng đi đã thay đổi một xíu rồi. Lượm lại cái ngọc Ender. Đi, đi tiếp. Úi, nó giật ngược lại rồi. Ủa chả lẽ thành phố kết thúc đâu đó dưới này ta. Ôi nhưng mà để bây giờ mình tiêu diệt cái con Mutant Enderman trước rồi đó. Nó đằng kia kìa. Ui, nó dịch chuyển mình rồi. Nó làm mù lò mình. Ôi, cắn rồi. Nè nè, nó nè. Mutant Enderman hả? Vô. Vô đấy. À, nó dưới này đó. Vô. Mình sẽ tiêu diệt nó để dễ dàng đi tìm cổng kết thúc hơn. Ui, nó chọi, cầm cục đất nó chọi mình coi. Ghê thiệt. Bây giờ mình mới biết nó có nhiều skill như vậy á. Mutant Enderman hả? Nó đâu rồi? Bắn nó. Ui, nó chết rồi, né ra. Khi mà con Mutant Enderman chết thì mình nên né ra nha. Không thôi là toan đấy. Kìa, nó hút vô kìa. Nguy hiểm thiệt sự luôn. Rồi, giờ thì lượm ngọc Ender thôi nè. Có thêm ngọc Ender và mắt của Ender. Tìm tiếp cánh cổng nào. À, vậy là cánh cổng đâu đó bên này. Nhặt lại. Rồi, đi tiếp. Rồi, hiểu rồi. Cánh cổng nó nằm ở phía dưới. Cái ngọc Ender rồi ta. Ngọc Ender đã chĩa xuống dưới này rồi nè. Nên bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đào thẳng xuống dưới lòng đất á. Đi. Đào xuống dưới. Nhưng mà phải chặn cái đường xuống của Zombie luôn cái đó. Ủa con này. Láo tẹt. Kìa, sao bắn không trúng nè. Trời đất ơi, con Zombie. Dạ chuyện thiệt. Mình xuống nó cũng muốn xuống theo chúng mình nữa. Bó tay thiệt luôn á. Rồi giờ dùng máy khoan và khoan xuống dưới lòng đất thôi. Mong rằng là mình tìm đúng chỗ đó. Hồi hộp à. Đào xuống luôn. Chuẩn không đây? Ui, một cái khe nước. Ôi chuẩn. Nè. Đó. Mắt gián điệp. Mình đã mở được thành tựu tìm ra stronghold rồi. Và còn gặp cả thư viện nữa. Oh. Ê, con rồi. Con gì? Cá bạc. Sách các thứ nè, lậm luôn. Sách gì nữa đây? Chậm hỏng hiệu suất. Uầy. Được vậy. Ok, ngoài ra thì trên lầu còn sách không? Đây, trên lầu còn sách nữa. Sắc bén cấp độ 5. Giảm sát thương khi rơi. Mình lượm đi. Nhỡ sau này mấy set đồ trong tương lai mình nó không có khả năng giảm sát thương khi rơi thì sao? Ép dòng đó vô thì sẽ tốt hơn ha. Rồi giờ thì cùng nhau đi tìm cái cổng kết thúc thôi. Sao toàn gặp thư viện ấy nhờ. Mình hên thế. Wow, thêm một quyển sách cường hóa tốt nữa nè.
Nãy giờ gặp hai cái thư viện một lượt rồi đó. Nhân phẩm mình có vẻ hôm nay khá là hên ha. Lại là giảm sát thương ghi rơi nữa nè. Chậm hỏng. Ok. Giờ thì thôi đủ rồi. Cho tôi gặp cái cổng kết thúc đi. Thư viện gặp hoài vậy. Tới hồi muốn tìm thư viện thì chẳng thấy cái thư viện nào đâu. Tìm cái luôn nữa. Ủa phải không? Ủa? À không phải. Quê. Quê xệ thiệt chứ. Trời đất ơi. Trời, cái stronghold này nó bị hư tùm lum hết trơn á. Nứt đồ các thứ. Nên khá là khó tìm đây. Trên đường đi tìm cái cổng kết thúc á, thì mình có phát hiện ở đây nó có thêm những cái quặng uranium nè. Đây là một loại quặng rất là tốt nha. Mà trong tương lai để làm những khẩu súng xịn thì mình sẽ cần tới nó đó. Bây giờ thì mình có được 5 quặng rồi. Ngon ngon. Được hết ta. Khu mỏ này được ấy. Có nên khám phá tiếp khu mỏ này không nhờ? Đi thử xíu á. Hết quặng uranium rồi. Hiếm quá, cái quặng này hơi bị hiếm luôn. Tại vì nó là quặng để làm súng xịn á, nên tỷ lệ gặp rất là thấp. Ủa sao mình nghe tiếng nhung nham? À. Trời ơi, công trình lừa. Nghĩ sao cổng kết thúc mà nó giấu sau một bức tường. Ai mà tìm được. Hên là ở đây có tiếng nhung nham à. Ui, bởi vì đi tìm cánh cổng kết thúc này có tai nghe. Nghe tiếng tốt cũng ok ha. Phát hiện ra liền. Sao mà giấu được. Bùm. Rồi, vậy là mình đã thành công. Kích hoạt được cánh cổng dẫn tới thế giới kết thúc. Và các bạn có tò mò là liệu rằng bên thế giới kết thúc nó có zombie hay không? Mình thì nghĩ là bên đó chắc sẽ có zombie đấy. Mình nghĩ vậy thôi. Còn bây giờ thì qua bển kiểm chứng với mình nha. Đi. Hồi hộp quá. Có zombie không? Ôi sao toàn. Ôi, toàn là Enderman đột biến không à. Có zombie luôn nha. Ôi mấy đại ca ơi. Em xin lỗi, em qua đây em chỉ muốn quánh gồng thôi, em không cặc khịa mấy anh đâu, em hứa luôn. Nhìn mấy anh đô con của em cũng hơi sợ đấy. Kìa cô con gồng kìa. Trời, con gồng nó hút Enderman đột biến kìa. Để mình bay lên mình phá mấy cái pha lê trước. Wow. Ôi mình phá pha lê không trượt được luôn nè. Ui. Cái súng này bắn pha lê đúng chuẩn luôn. Một phát là một pha lê. Wow. Bắn xuyên dưới này luôn được không? Ui hết đạn rồi. Nạp đạn vô. Ôi bắn xuyên không được. Còn súng thì sao? Súng bắn xuyên được không? Súng cũng không bắn xuyên được luôn. À nhưng mà súng phóng lựu thì bắn xuyên được ha. Rồi luôn. Mình mất chưa đầy 30 giây để phá hủy gần hết những cái pha lê ẹn nè. Công nhận có súng xịn có... Đã thật. Rồi. Ôi. Có con Enderman. Ôi. Có con Enderman hút mình xuống kìa. Nguy hiểm quá à. Chắc mình đứng ở trên đây mình tỉa con rồng đi ha. Cho an toàn. Mình sẽ sấy rồng. Rồng hả? Ui, các bạn thấy mình cầm AUG sấy dữ không? Sấy tiếp. Rồng bay nhanh quá, sấy không kịp luôn á. Rồi, hút hết trơn rồi. Mù mắt luôn. Không sao, cầm súng này bắn. Ui, có súng Tesla mình bắn rồng cơ. Rồng. Bắn không trượt nổi luôn ấy. Ê. Lâu lâu cái bị Enderman đột biến nó cà kìa. Nhưng mà không sao. Ê. Đổi trụ. Wow. Bữa nay mình thật sự mình rất là ưng ý với cái jetpack này luôn á. Và không ngờ cái súng Tesla này bắn rồng lại mạnh như vậy ha. Bắn vừa xa nè, vừa chuẩn nè. Sát thương lại cao nữa. Mình sẽ bắn rồng.
Rồng hả rồng? Goodbye rồng. Tạm biệt. Rồi luôn. Mình đã tiêu diệt được rồng rồi. Ấy á. Nhưng mà tối trời tối đất luôn. Cày thế, bị con Mutant Enderman nó làm cho mù lò. Không có coi cái cận cảnh con rồng chết được. Khốn kiếp thật. Nữa cơ. Nãy đi mình quên đem cái đầu bí ngô á, thành thử ra giờ xuống đây hơi khổ á. Kìa, coi zombie chiến đấu với Enderman đột biến kìa. Đó. Chui. Ôi man, Enderman tha cho em. Đừng, please. Tha cho em. Xin lỗi mà. Trời ơi. Cho em lấy cái trứng đi. Ôi dạ. Mình bay lọt vô cái lỗ, biến về nhà luôn rồi. No. Cái gì? Nó thả mình về chỗ spawn rồi. Ôi no. Mình không muốn đâu. Bây giờ mình phải chạy về nhà nữa. Trời đất ơi. Ôi con sương đột biến. Con sương khốn kiếp. Con sương này phải dùng súng bắn tỉa thôi. Nó bắn cung thì mình dùng súng bắn tỉa. Kìa. Nó bay lên nó bắn lên kìa. Sương hả sương. Bắn cho sương tan xác luôn. No, nó thả mình về cái nơi chôn rau cắt gốm nè. Chắc nhiều bạn còn nhớ cái đảo nơi bắt đầu của mình chứ gì. Nó đó. Sau đó mình lặn lội qua bên đây hay sao nè. Chính xác rồi. Khổ thiệt. Bây giờ phải bay về nhà nữa. Khổ thế chứ lì. Ui sao kỳ vậy nhờ. Hồi nãy rối ràng là mình có. Ồ, hay là tại mình, chắc mình hiểu rồi. Lý do mà mình không có spawn lại ngay cái giường này là tại vì mình có ngủ được đâu mà spawn ngay cái giường. Từ bữa đầu tới giờ mình toàn là ngủ bờ, ngủ bụi. À không được ngủ bờ, ngủ bụi luôn. Đi bờ, đi bụi thì có. Khổ thân mình. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Cái trứng rồng mình chưa có lấy được nữa. Thân thì đánh rồng xong mà không có lấy cái trứng về được. Cay thiệt chứ. Rồi giờ thì cùng mình trở lại thế giới kết thúc thêm một lần nữa. Chuyến này thì sẽ có sự khác biệt ha. Mình sẽ gỡ cái nón của lực lượng SWAT ra. Sau đó đội cái nón bí ngô này vô. Đó giống như vậy. Thì đố con người Ender nào mà nhìn mình được. Sao mà biết được là mình đang nhìn nó đúng không? Lộc đã trở lại. Lợi hại hơn hay không thì không biết ha. Giờ thì trước mắt là đi lên trước nè. Hey hello. How are you today? Ui. Ui cái gì? What? Ui nó gầm thét cho mình. Mình không ngất mặt lên nổi luôn cơ. Ôi. Đúng là Enderman đột biến có khác. Mặc dù mình đội cái nón này rồi đúng không? Nhưng mà nó vẫn có thể phát hiện ra mình đang nhìn nó. Trời ơi nó chọi cục đá ẹn lên tới trên đây luôn kìa. Các bạn thấy ghê chưa? Lấy cái trứng. Ui cái trứng. No. Nó lọt xuống thế giới cánh cổng biến về luôn rồi. Công giá chàng. Ủa sao? Ôi rồng hồi sinh rồi. What the hell? Đó giờ các bạn nào đánh rồng theo phong cách của mình chưa? Là bay theo rồng rồi khoan rồng như vậy nè. Cũng khá là vui á. Rồi gần kết thúc được rồng rồi. Cố lên. Mang rồng tiếp. Ui nhưng mà mình giật máu cũng khá là nhiều nha. Rồi mình đã khoan chết rồng rồi. Siêu nhanh luôn. Được á nha. Vậy là hôm nay mình trải nghiệm đánh rồng bằng hai cách khác nhau luôn rồi đó. Lại có thêm trứng rồng. What the hell. Ui. Dạ mấy cưng muốn sao. Muốn ra thì năn nỉ anh đi. Follow anh đi rồi anh cho mấy cưng đi ra. Mấy cưng muốn ra đúng không? Lắm đúng không? Rồi. Thôi thì
coi như quà làm quen nha, anh tặng mấy cân viên súng phóng lựu nha. Ui, wow, giống mai trong đây trâu lắm. Bây giờ nó đột biến tới mức mà nó ăn một viên súng phóng lựu của mình tầm gần mà không chết luôn nè. Bắn thêm vài phát súng Tesla nữa mới chịu chết nè. Được không, được không? Được rồi. Mấy tên khốn kiếp này, trả giá đi. Cản trở người ta đi lấy trứng rồng hả? Bye bye, no see you again. Tên tên bác dân làng ơi, tôi về rồi đây, có quà cho bác luôn nè, với mấy anh người sắt luôn nè. Đây, cái này là chỉ có bên thế giới kết thúc mới có thôi nhá, hơi bị hiếm luôn. Uy tín chứ không phải giỡn đâu. Đây, đặt ngay đây nha. Giữ đó. Có chừng là dôm bay vô ăn trộm cái trứng, ăn cắp cái trứng là xong luôn ấy chứ. Chứ không phải giỡn đâu. Trời ơi, trứng rồng á. Rồi, và hôm nay rất là vui á, khi mà mình đã có được một cái loại jetpack cực kỳ xịn luôn, để mình có thể bay lượn nè. Và trong tương lai thì nếu mà có thể nâng cấp thì chắc mình chỉ cần nâng cấp thêm áo giáp thôi. Tại vì áo giáp hiện tại của mình thì nó không chống đạn tốt ha. Và mình sẽ canh chừng cái trứng Ripper này nữa. Hiện tại thì cái trứng này vẫn chưa có kịp nở luôn. Mình không biết đến khi nào nó mới nở nữa. Tò mò quá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, cùng trải nghiệm bay lượn với cái jetpack cực kỳ xịn này ha. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ phối hợp với nhiều cái set đồ hơn để giúp cho mình ngày càng mạnh hơn. Cũng như vậy thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.